năm nào cũng vậy, đến dịp mùng 8 tháng 3, chợ hoa lớn nhất ở Hà Nội lại tấp nập kẻ mua người bán. Từ sáng sớm, nhiều thương lái đã vận chuyển hoa từ các vườn Tây Tựu, Mê Linh về ra buôn tại đây. Tôi đến đây từ lúc 0 giờ, từ lúc 12 giờ. Thị trường hoa năm nay thì rất chi là đa dạng, sôi động. Giá thì không đắt mà cũng không rẻ. Hoa được ưa chuộng nhiều nhất là vẫn là hoa hồng và hoa ly. Những bạn trẻ mà đi mua hoa thì người ta hay chọn hoa cúc trắng hoặc là hoa cúc vàng hoặc là hoa phăng, hoa dơn. Thời tiết Hà Nội trong buổi sớm nay khá lạnh, nhiệt độ khoảng 15-16 độ. Dù trời mưa, nhưng khá đông các bạn trẻ vẫn đến đây mua hoa để kinh doanh hay tặng bạn bè. Mình sẽ đến đây khoảng tầm 3-4 giờ sáng như này và chọn là mặt hàng chủ yếu kinh doanh của mình là hoa hồng. Thế là mình sẽ lựa chọn những cái bó hoa hồng nào mà đẹp nhất, to nhất để về cắm hoặc là bó lại để bán. Năm nay thì mình thấy có khá nhiều loại hoa ấy. Mà hoa thì nhìn có vẻ là cũng đẹp mà cỡ không sợ giống như hoa năm ngoái là mình sẽ phải mua hoa đông lạnh. Là ngày 8 tháng 3 là ngày phụ nữ Việt Nam ấy, mình cũng chỉ là con gái thôi nhưng mà mình được tặng hoa thì mình cũng cảm thấy rất là vui, coi như là một niềm an ủi với lại cái phái nữ. Năm nay thì mình thấy là chợ nó cũng khá là nhộn nhịp hơn và cái xu hướng của mọi người là cũng thích, ngoài cái hoa hồng ra thì thích nhiều sang cả những cái loại hoa mới khác nữa như là phi yến hay là hướng dương ấy. Hoa được giới trẻ rất là đón nhận bởi vì ngày hôm nay mình đi chợ hoa mình thấy, và đặc biệt là hoa baby thì năm nào mình thấy cũng cháy. Đấy là cái điểm đặc biệt của chợ hoa này. Thời tiết chuyển lạnh bất ngờ nhưng không khí tại chợ hoa Quảng Bá vẫn tấp nập kẻ mua người bán. Theo các tiểu thương, giá hoa năm nay không cao hơn năm trước, thậm chí nhiều mặt hàng còn rẻ hơn do thời tiết trước đó nắng ấm nhiều. Người bán thì buồn, song người mua lại rất vui.